Người đàn ông này có dã tâm quá lớn. Anh ta muốn cả thế giới này đều thần phục dưới chân anh ta, chỉ bởi vì anh ta có được một thần khí từ thời thượng cổ. Thập Luân. Vòng tay này không những khiến cho anh giữ mãi tuổi thanh xuân, mà còn ban tặng cho anh sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Dù chỉ có độc một thân một ngựa, thì cũng có thể giết ra một con đường máu. Trong ngàn năm qua, Thập Luân Bang dưới sự dẫn dắt của anh, Thập Luân Bang đánh đầu thắng đó, có thể nói là thiên hạ vô địch. Cho tới ngày hôm nay, Thập Luân Bang của anh vẫn ẩn cư trên đỉnh một ngọn núi cao. Anh ta chính là Văn Vũ, thời khắc này anh ta đã hơn 1000 tuổi rồi. Một ngày nọ, anh ta vô tình đọc một cuốn sách cổ và biết được sâu bên trong ngọn núi có một nơi được gọi là thôn Đại La, nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài. Những con linh thú thượng cổ cùng với võ công tuyệt thế được ghi chép trong sách cho tới nay vẫn tồn tại trên đời này. Ngày hôm sau, anh ta liền tập hợp đội ngũ chuẩn bị đầy đủ vũ trang chờ đợi xuất phát, và rồi chuyến đi này hoàn toàn không thuận lợi như anh ta đã nghĩ. Trong rừng trúc rậm rạp, thuộc hạ của anh ta đã phát hiện ra điều kỳ lạ trong khu rừng trúc này. Rừng trúc đang chuyển động. Cẩn thận! Văn Vũ bị ngã ra khỏi xe nằm trên vách đá. Vì có sự bảo vệ của Thập Luân nên anh không bị gì cả. Anh ta đi xuyên qua khu rừng trúc rậm rạp. Lúc này phía trước xuất hiện một cô gái đeo mặt nạ, đầu đội mũ rơm. Thôn làng của tôi không hoan nghênh ông. Hứ, chỉ chút bản lĩnh này thôi sao? Cô gái này không phải là người bình thường. Đối diện với cú đấm mạnh mẽ của Văn Vũ, không ngờ cô vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã. Chiêu nào cũng đón nhận, chiêu nào cũng hóa giải. Trong quá trình cả hai đấu pháp đều bộc lộ ra tình cảm khâm phục lẫn nhau. Tiếp theo sau, một cú đá thẳng khiến cho Văn Vũ lui về sau nhiều bước. Văn Vũ không thể bình tĩnh được nữa, anh biểu diễn quyền cước để đánh ra chiêu thức tất sát của Thập Luân. Không ngờ lại một lần nữa bị cô gái này hóa giải. Thập Luân bị cô ấy đẩy về lại trong bàn tay của mình. Một cú đánh bát quái thái cực đã hoàn trả lại Thập Luân cho Văn Vũ. Thêm một cú đẩy thật mạnh, Văn Vũ cuối cùng đau tới mức ngã xuống đầm lầy. Đã vài ngàn năm rồi, không ngờ cuối cùng anh lại đại bại trước mặt người con gái này. Quả thực là duyên phận do trời định, 7 phần do đánh nhau, cũng có khi 7 phần do nỗ lực. Hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Cuối cùng nữ hiệp đã bỏ lại bộ tộc của mình, đồng thời hoàn trả lại võ công, chọn lựa cùng Văn Vũ sống trọn đời bên nhau. Văn Vũ cũng buông bỏ Thập Luân và quyết định sống ẩn cư. Từ đó cuộc sống của hai người trông giống như cuộc sống tự do như thần điêu đại hiệp. Sau đó hai người đã sinh hạ được một nam một nữ. Cô con gái tên là Hạ Linh, còn con trai của Văn Vũ chính là Thượng Khí. Văn Vũ có cả con trai và con gái, đã hoàn toàn xa rời những tranh giành nơi thế tục, mỗi ngày hưởng thụ cuộc sống ấm áp bên gia đình. Biết làm sao được khi kẻ thù quá nhiều. Cho tới một đêm nọ, kẻ thù nhân lúc Văn Vũ không có nhà, không ngờ đã giết chết vợ của anh. Văn Vũ sau khi mất đi thê tử đã đưa ra quyết định cho mình. Văn Vũ đưa Thượng Khí đi tìm kẻ thù. Anh ta sau khi đeo trở lại Thập Luân vào tay thì đánh đâu thắng đó. Làm gì có ai là đối thủ của anh ta kia chứ? Thượng Khí đứng ở một góc vô cùng sững sờ. Cuối cùng anh ta đã trả mối thù của vợ ngay trước mặt của con trai. Nợ máu, bắt buộc phải trả bằng máu. Hành động này của Văn Vũ cuối cùng đã kích hoạt được ý chí chiến đấu của Thượng Khí. Anh ta quyết định đào tạo con trai của mình trở thành một sát thủ thiện chiến. Văn Vũ đã tìm cho con trai một sư phụ có khuôn mặt kinh kịch, Dead Dealer. Luyện tập không tốt sẽ phải chịu bị đánh. Anh cũng từ từ trưởng thành, nhưng vẫn là luyện tập từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, khổ luyện tất cả các kỹ thuật tất sát. Em gái của anh cũng không ngồi không, cũng phải khổ luyện bản lĩnh. Khi một mình anh có thể độc lập đương đầu mọi thứ. Vào một buổi tối, cha của anh đã yêu cầu anh xuống núi luyện tập, và lần ra đi này, anh đã không bao giờ quay về nhà nữa. Chớp mắt nhiều năm đã trôi qua, Thượng Khí đã trưởng thành thành một chàng trai cứng cáp. Anh ta lúc này đang sống ẩn dật ở nước Mỹ, trở thành một nhân viên điều phối xe của một khách sạn 5 sao. Anh ta còn thường xuyên đi cùng với cô bạn Kati để lén lút lái chiếc xe sang của khách hàng. Đừng nhìn thấy anh ta bản lĩnh đầy mình như thế, kỹ thuật lái xe của Kati cũng đã khiến cho anh ta thấy ớn lạnh. Thượng Khí trông giống như một người bình thường, sống tự do tự tại. Anh ta hoàn toàn không biết rằng cha của anh bấy lâu nay luôn âm thầm quan sát hành động của anh. Cái gì cần tới thì luôn luôn sẽ không tới trễ. Trên chiếc xe buýt công cộng, Thượng Khí và Kati đang phàn nàn những hành khách khác, thì lúc này một người đàn ông có râu bước tới trước, đồng thời trực tiếp nói rằng mong anh đưa cho họ mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Sợi dây chuyền này là di vật của mẹ, sao anh có thể nhẹ nhàng giao ra như thế? Khi nhìn thấy người đàn ông có râu đang đánh đập bạn của mình, cuối cùng anh ta không nhịn nổi nữa. Cậu vẫn ổn chứ? Anh ta từ nhỏ đã phải khổ luyện bản lĩnh, một trêu một thức từ lâu đã được dày công tôi luyện, khiến cho Kati nhìn thấy cũng phải trợn tròn mắt. Chỉ vài hiệp đấu, cuối cùng thì toàn bộ đã bị hạ gục xuống đất. Lúc này Razor ở phía sau đã đứng dậy, nhìn thấy ngoại hình này là biết ngay người này không dễ dàng đối phó. Chúc anh may mắn,
Razor với cánh tay như một cỗ máy đã bước về phía thượng khí. Sau đó trên tay Razor đã phóng ra một lưỡi dao sắc nhọn. Rất may là thượng khí đã tránh né kịp lúc, lưỡi dao dài đâm xuyên qua dưới đáy xe, trực tiếp cắt đứt luôn ống thắng xe, do đó khiến cho chiếc xe buýt hoàn toàn mất kiểm soát. Hai người lúc này vẫn đang tiếp tục đánh nhau, thượng khí tiện tay cầm lấy một cái laptop để đỡ lấy nhát dao. Xin lỗi. Chiếc xe buýt mất kiểm soát va chạm vào chiếc xe chở rác, cuối cùng mới có thể dừng lại. Thượng khí sau khi hoàn hồn lại, tới lúc này anh mới phát hiện ra mặt dây chuyền đã biến mất. Thượng khí ý thức được rằng chỉ có cha của anh mới biết được mặt dây chuyền này. Người đứng đằng sau không phải là ai khác, chắc chắn là cha của anh. Mặt dây chuyền còn lại vẫn còn đang trên người của Hạ Linh. Em gái anh lúc này đã mở một câu lạc bộ đấu vật dưới lòng đất ở Macau. Con quái vật trông giống như người khổng lồ xanh này đang đánh nhau trên võ đài với Pháp Sư Wong. Đừng nhìn thấy anh ta cơ thể to lớn, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đã bại trận trước kỳ môn độn giáp. Thượng khí cởi bỏ áo ra chuẩn bị thi đấu, nhưng có ai ngờ được, đối thủ ở đối diện không phải ai khác, mà chính là em gái của anh. Bởi vì năm xưa anh bỏ đi không một lời từ biệt, nên em gái đối với anh vô cùng bất mãn, hoàn toàn không chút nương tay khi chiến đấu với anh, còn thượng khí thì thương cho em gái, nên đã không tấn công cô, cuối cùng đã bị một cú đá của em gái hạ gục. Lúc này thượng khí đã nói rõ cha của họ đang muốn tới cướp lấy mặt dây chuyền, còn chưa kịp nói xong, thì Razor đã dẫn theo cả một đoàn quân tới đây. Thượng khí phá vỡ cửa kính định cùng bỏ chạy với Kati, không ngờ đối phương đã đuổi theo họ. Anh đã yêu cầu Kati chạy trước, thượng khí thì chiến đấu trên giàn giáo gỗ. Anh linh hoạt né tránh được sự tấn công của đối thủ. Đã nhiều năm không đánh nhau nhưng thế đánh của anh vẫn nhanh gọn như ngày xưa. Và Kati lúc này lại bị một cú đá của đối phương đấy ra bên ngoài, ôm chặt lấy cây trúc và dần dần rơi xuống. Thượng khí vội vàng chạy tới, đưa tay ra bắt giữ được Kati. Không ngờ đối phương lại đánh lén, Kati trực tiếp rơi xuống phía dưới. Chính vào lúc này, một bóng đen xuất hiện cứu thoát được Kati. Thì ra là em gái của thượng khí, Hạ Linh. Nhìn thấy thế thì thượng khí mới yên tâm hơn. Chính vào lúc này, một tiếng nổ vang lên, Daddy Lơ nhảy ra khỏi cửa sổ, trực tiếp lấy đi mất mặt dây chuyền trên cổ Hạ Linh. Thượng khí nhìn thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Khi nhìn thấy anh ta chuẩn bị nhảy lên máy bay, thượng khí vội nhảy tới ôm chặt lấy anh ta. Tới lúc này hai thầy trò bắt đầu triển khai một trận đấu. Lúc này thượng khí đã chiếm thế thượng phong. Anh hồi tưởng lại những hình ảnh huấn luyện khổ cực như địa ngục, bất chợt nảy sinh oán hận trong lòng, đang muốn đâm dao vào. Đúng vậy, cha của anh đúng lúc này đã sử dụng thập luân để ngăn cản. Hai cha con đã 10 năm không gặp, lúc này ôm chặt lấy nhau. Và cha của anh rốt cuộc là dùng hai mặt dây chuyền đó để làm gì? Thì ra Văn Vũ thường xuyên nghe thấy được tiếng kêu gọi của vợ. Một người si tình như ông ta còn tưởng rằng vợ ông ta vẫn chưa chết, mà là bị trưởng lão trong bộ tộc của vợ giam cầm trong thôn Đại La. Và hai cái mặt dây chuyền này chính là chiếc chìa khóa để đi tới thôn làng bí ẩn đó. Và hai anh em thì hoàn toàn không tin, bởi vì họ biết chắc rằng cha của họ vì quá thương nhớ vợ nên mới nảy sinh ảo giác mà thôi. Lúc này Văn Vũ đã cầm lấy hai cái mặt dây chuyền đúng lúc để vừa khớp vào đôi mắt của rồng. Sau đó một tình huống kỳ lạ đã xảy ra, một làn nước suối được phun trào ra ngoài, hình như đã bị định hình ở giữa không trung. Không bao lâu sau thì phút chốc rơi xuống đất, giọt nước đã hóa thành rừng trúc. Cha của họ nói rằng trong khu rừng trúc rậm rạp ấy, mỗi năm tới tiết thanh minh thì con đường duy nhất để đi tới thôn Đại La mới xuất hiện, và ông ta sẽ phải lợi dụng ngày tiết thanh minh đó để đi tìm kiếm vợ của mình. Nếu như trưởng lão bộ tộc không thả vợ anh ra, vậy thì ông ta sẽ máu rửa thôn Đại La. Khi nghe được cha mình nói rằng muốn tiêu hủy quê hương của mẹ, hai anh em đã bày tỏ sự phản kháng đối với cha của mình, kết quả bị cha đẩy ngã xuống đất. Cuối cùng ba người họ bị giam xuống dưới tầng hầm. Ở nơi đây họ bắt gặp tên tù nhân Trevor đã bị Văn Vũ giam cầm ở đây. Lúc này một tiểu quái vật có ngoại hình kỳ lạ đã chạy vào trong lòng của Trevor. Nhìn dáng vẻ của nó, con tiểu quái vật này chính là linh vật Maurice trong Sơn Hải Kinh. Thì ra năm xưa Maurice và mẹ của thượng khí đã cùng nhau đi ra khỏi thôn Đại La từ sau khi mẹ của họ qua đời. Bấy lâu nay nó được chăm sóc bởi Trevor. Nếu như nó đã đi ra khỏi thôn Đại La, vậy thì nó nhất định sẽ biết con đường để đi tới Đại La thôn. Bởi vì từ nhỏ tới lớn đều sống ở nơi đây, nên Hạ Linh chỉ trong phút chốc đã mở ra được tuyến đường để trốn chạy. Họ đã lấy cắp một chiếc xe ô tô, bắt buộc phải tới được thôn Đại La trước khi Văn Vũ kéo quân tới đây thảm sát dân làng vào tiết thanh minh. Đồng thời còn phải thông báo cho người trong bộ tộc biết để họ phòng bị. Dưới sự dẫn đường của Maurice, họ đã thuận lợi đi xuyên qua một rừng trúc trông giống như một mê cung. Sau khi họ đi xuyên qua một cửa hang, thứ đang hiện ra trước mặt họ hoàn toàn là một thế giới khác. Ngươi làm gì mà nhìn vào ta chằm chằm thế? Đây là một mảnh đất vô cùng thần bí. Ở nơi đây, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều loại linh vật có trong Sơn Hải Kinh. Có phượng hoàng lửa bay giữa bầu trời, có những con cửu dĩ hồ đẹp tới mê hồn. Đương nhiên cũng có cả những con Maurice khờ khạo dễ thương. Nuôi một con làm thú cưng chắc cũng khá thú vị đấy nhỉ. Lúc này một con kỳ lân đã chặn ngang ngay đầu xe của họ.
biểu cảm của nó trông vô cùng đáng yêu. Ôi, một con ngựa thật kỳ lạ. Ngươi làm gì mà nhìn vào ta chằm chằm thế? Hứ, ngươi mới là ngựa đó. Họ tiếp tục đi về phía trước, cho tới khi nhìn thấy một ngôi làng bí ẩn. Đúng vậy, nơi đây chính là quê hương của mẹ Thượng Khí và Hạ Linh. Mọi người đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu khi nhìn thấy những vị khách không mời mà tới. Lúc này dì của Thượng Khí bước ra từ trong đám đông. Bà đã nhận ra cháu trai của mình. Lúc này mọi người mới chịu bỏ vũ khí xuống. Sau khi quay về thôn làng, dì đã nói với Thượng Khí rằng bộ tộc của họ đã sinh sống ở đây từ hơn 4.000 năm trước, chỉ vì muốn bảo vệ cánh cửa bóng tối ở sau núi. Và phía sau cánh cửa bóng tối chính là con ma thú vô cùng hung bạo. Và cha của Thượng Khí chính là bị con ma thú này mê hoặc nên mới cho rằng vợ của mình đang bị giam cầm ở phía sau cánh cửa bóng tối. Ma thú chính là muốn lợi dụng sức mạnh thập luân của ông ta để mở ra cánh cửa bóng tối trốn khỏi ma giới tiếp tục tàn sát loài người. Trong những ngày tiếp theo, dì đã bắt đầu dạy cho Thượng Khí Thái Cực công pháp, còn Hạ Linh cũng bắt đầu luyện tập sử dụng roi. Ngay cả Cathy cũng không ngồi không, cô đã được một lão thái thái dạy cho cô cách bắn cung. Thượng Khí từ nhỏ đã được luyện tập võ công, cộng thêm sự chỉ dạy của dì, anh đã nhanh chóng nắm bắt được Thái Cực công pháp rất nhanh. Đã tới ngày lễ tiết thanh minh, và cha của họ, Văn Vũ cũng đã dẫn theo đoàn quân thập luân của mình đi tới thôn Đại La. Ông ta cố chấp muốn mở cánh cửa bóng tối để giải thoát cho vợ của mình. Người dân trong làng biết được Văn Vũ đã bị ma thú mê hoặc, đương nhiên sẽ không đồng ý với ông ta. Một trận chiến sắp sửa bùng nổ. Cho họ một bài học. Người của hai bên đánh nhau không phân định thắng thua, còn Văn Vũ thì trực tiếp đi về phía cánh cửa bóng tối. Thượng Khí đã chặn đường cha của mình. Anh lần lượt đánh trả lại từng lần sự tấn công của Thập Luân. Cái chết của vợ khiến cho ông ta vô cùng phẫn nộ. Ông ta một lòng muốn giải thoát cho vợ. Cho dù là con trai của mình, ông ta cũng hoàn toàn không chút nương tay. Khi nhìn thấy đứa con đã bị đánh bay ra xa, lúc này cánh cửa bóng tối đã vang lên tiếng kêu cứu của vợ. Ông sốt ruột muốn giải thoát cho vợ. Sau khi tập hợp sức mạnh, một cú đánh mạnh như trời giáng lên bức tường, cánh cửa bóng tối bị nứt ra một khe hở. Và những con quái vật bay ra ngoài đã khiến cho mọi người đều sững sờ. Từ phía xa, những con quái vật hút linh hồn đang từ từ bay tới. Quái vật bắt giữ lấy con người và bắt đầu hút linh hồn của họ. Lúc này hai bên không còn đánh nhau nữa. Họ biết rằng họ có chung kẻ địch chính là những con quái vật hút hồn trước mặt. Thượng Khí lúc này vẫn còn đang ở dưới đáy sông. Một cái đầu rồng đã xuất hiện. Giây tiếp theo, con rồng khổng lồ này đang nuốt chửng những con quái vật hút linh hồn. Và phía trên đầu con rồng khổng lồ, không ngờ lại chính là Thượng Khí. Phía sau cánh cửa bóng tối không ngờ lại chính là đại ma thú. Lúc này nhất định phải ngăn chặn Văn Vũ tiếp tục mở cánh cửa đó. Thượng Khí cưỡi trên con rồng khổng lồ đẩy ngã cha của mình. Thượng Khí lúc này cũng giống mẹ của anh năm xưa, vận khí thái cực. Thập Luân ở trước mặt con trai hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này ông ta lại nghe thấy được tiếng kêu cứu của vợ. Tiếp theo sau, ma thú đã xuất hiện. Thả tôi ra ngoài. Khi nhìn thấy ma thú đang muốn tấn công hai người, người cha này đã nhặt lấy Thập Luân và đẩy con trai ra xa. Cuối cùng ma thú đã bắt giữ lấy ông ta. Trước mặt của Thượng Khí, ma thú đã hút lấy linh hồn của Văn Vũ. Giữa lúc sinh tử, ông đã giao lại Thập Luân cho con trai. Cuối cùng ông ta đã ngã từ trên cao xuống. Khi nhìn thấy cha mình ngã xuống, Thượng Khí thề sẽ tiêu diệt được ma thú. Lúc này Hạ Linh cưỡi trên con rồng khổng lồ một lần nữa xuất hiện. Con rồng cắn vào ma thú. Một thần một ma gầm vang trời. Lúc này ma thú quay lưng lại bay về phía thôn làng. Thượng Khí nhảy lên cơ thể của thần rồng. Ma thú lúc này bởi vì đã hút vào quá nhiều linh hồn nên đã trở nên rất khó đối phó. Ngay cả rồng thần cũng bị nó bắt giữ. Khi nhìn thấy thần rồng sắp bị nuốt chửng, một mũi tên bay tới đâm xuyên qua cổ họng của nó. Thì ra mũi tên đó là do Cathy bắn ra hỗ trợ. Quả thực rất khó tin. Thượng Khí lúc này tìm đúng thời cơ, nhúng người nhảy lên, đánh vào trong cơ thể con cự thú toàn bộ Thập Luân. Một sức mạnh cường đại đang được tập hợp lại bên trong cơ thể của ma thú. Giây tiếp theo, cuộc chiến cuối cùng đã giành được thắng lợi. Hai anh em lại quy ai trở về lại lục địa. Thượng Khí và Cathy ôm chặt lấy nhau. Tới đây thì bộ phim kết thúc.